Ai da, ôi trời ơi, chơi mà chơi cắn tóc mẹ trời. Ôi cô chú coi nó, con nó cắn tóc mẹ nó kìa cô chú. Chay, con nói cho cô chú nghe coi. Con lấy cái gì con vẽ cái miệng con à? Ê con làm đu 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 đu, làm cho cô chú coi coi. Làm cho cô chú coi. Bum 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 bum. Là mai làm mà bùm 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 coi. Bành cái miệng ra cho cô chú coi coi, cô chú khoái chơi bành miệng ra. Bành miệng sao? Bành cái miệng. Quay gần gần lại cho cô chú. Bi da 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 bi. Ôi trời trời, ghê vậy. Ghê vậy. Ui trời ơi. Coi, gần vô coi coi. Ôi trời, ghê quá vậy. Ai à nãy ai làm con mắt vậy à? Ôi trời ghê quá, thôi đừng bạch nữa. Rồi bạch miệng à, cầm bạch miệng đi, bạch miệng cho miệng rộng ra đi. Thấy ghê quá trời ơi, thấy ghê quá, that's scary, chị đi. Nó lên video, nó lên YouTube của cô chú, nó toàn mở là chay, that's scary. No. Nó toàn là mở Halloween, nó coi không cô chú, nó coi vậy đó. Buồn mắt chay ghê quá, thôi chay đừng có làm vậy, mẹ không có thích đâu. Nó nghe nè, bây giờ có muốn vô học ABC không? Dạ, yeah, mẹ ơi, muốn học ABC. Con muốn học ABC không? Dạ, yeah, mẹ ơi. Giờ mẹ vô mẹ dạy con ABC nha. Yeah. Mà mẹ dạy là phải đọc theo nghe chưa? Mẹ cũng muốn what's the big one and what's the small one? Nói tiếng Việt. Mẹ, what's the small one and what's the big one mẹ ơi? Ủa cái đó cái chữ mẹ ơi, có cái chữ mẹ ơi là tiếng Việt thôi chứ còn như tiếng Anh hết á. Mẹ ơi mẹ, cái bảng ABC bự đâu? Cái bảng ABC bự đâu? Đúng rồi. Rồi còn cái nhỏ nữa. Cái nhỏ nhỏ mẹ ơi. Nhỏ xíu. Dạ mẹ. Cô nói đi, nhỏ xíu. Nhỏ big one. Thôi không, cô nói nhỏ xíu. Nhỏ xíu. Như hạt tiêu đánh đá. Con nói đi, chay đi là hạt tiêu đánh đá. Thôi thấy ghê quá, đừng làm vậy nữa đi, kỳ ghê á. Mẹ sợ quá. Lên cái lưỡi ra coi. Bây giờ con chụp hình Halloween sao? Chụp hình Halloween sao? Ôi trời, chụp hình Halloween vậy ra, có lè lưỡi ra không? Rồi làm gì nữa? Người cái mặt vui sao? Mặt vui cười sao? Cái đó mặt đâu phải vui cười sao? Rồi mặt buồn cười sao? Buồn sao? Buồn sao mặt buồn? Mặt buồn mặt giận dữ rồi. Mặt giận dữ thì sao? Làm mưa hả? Cái đó làm mưa hả? À đúng rồi cô chú ơi. Bây giờ á, chơi. Hồi tối này mẹ cho chơi cái gì? Cái ba gì? Ba bà. Chơi nhớ cái ba bà không? Dạ. Giờ mẹ dẫn chơi đi lấy cái ba bà nha. Dạ. Con có muốn ngậm ba bà không? Dạ. Chị nó thèm cái ba bà. Cô muốn lấy ba bà không? Ngồi đi nói chuyện cô chú đi, mẹ đi lấy cho. Rồi nói chuyện cô chú đi. Con nói. Ơi. Cô chú ơi, mẹ con đi lấy ba bà cho con. Whatever. I can suck it back, mommy. That's so bad. Hỏi cô chú ông bà có khỏe không? Bà bà có khỏe không? Ngồi im lên. Cái bảo lắm. Ngồi lên mẹ mới cho coi. Ngồi được quá. Mẹ không muốn coi. Muốn coi gì? Con cái ba bà em thì. Rồi. Con có thèm ba bà không? Trời giờ nó nằm nó ngủ luôn rồi cô chú ơi. À trời đất ơi giờ. Ê đừng có chặt đụng mấy cái dây này kỳ ghê. Trời ơi nó nằm nó ngủ nè cô chú ơi. Trời ơi con nó nằm nó ngủ rồi, em bé ngủ nè cô chú. Em bé ngủ. Ru con mẹ ru con. Ru ở đây này, nằm ở đâu này. Đó. Bi da 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 bi. Đó em bé ngủ nè cô chú. Ngủ. Dầu cầu giang. Em bé đừng khóc, cô chú. Ôi, đừng khóc. Ôi, em
gì? Có sữa 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 không? Sữa sữa sữa. Ủa em bé biết nói chữ sữa hả? Em bé đâu mẹ nhớ, em bé đâu có biết nói chữ sữa đâu. Thôi em mẹ ru mẹ. Sữa sữa. Để mẹ ru bé ngủ nha. Sữa sữa sữa. Daddy sữa sữa sữa, daddy sữa sữa. Vui không? Con có thích làm em bé không? Dạ. Con thích làm em bé ha, con thích làm người lớn. Người lớn. Con muốn làm người lớn hả? Làm mà con thích làm người lớn để làm gì? Làm sức khỏe giống ghi ghi. Ồ, có người lớn để có sức khỏe để đến ghi ghi hả? Dạ vui. Con này nó tào lao nè. Rồi rồi nó nghe con ghi ghi, con ghi ghi nó bự hay nó nhỏ? Nhỏ. Ủa ghi ghi nhỏ xíu vậy hả? Hay là nó bự vậy? Chị cỡ mẹ ơi. Hả? Cỡ mẹ. Bự luôn hả? Nó bự bằng mẹ không? Nó bự nhỏ hơn mẹ hả? Bự bằng mẹ hay nhỏ hơn mẹ? Chay. Nó bự bằng chay luôn hả? Dạ. Còn chay quýnh hơn sao? Hôm qua bữa giờ cô chú hỏi là có qua nhà anh Trì chơi không, mà hình như là một tuần nó qua nhà anh Trì chơi cỡ 2-3 lần á, nhưng mà nó toàn nhà đều đi qua nhà anh Trì chơi không. Nó toàn đi qua nhà anh Trì chơi không mà, nên là Ngọc không có quay phim. Ôi ba kêu trả. You are a big girl, not a baby. Ba kêu đưa ba cho ba kìa. We don't want your teeth to get ruined now. Không muốn ngậm ba không? Oh, em bé. It's okay. She's a baby. She's not a baby. She's a baby. She's my baby. Trời ơi, coi cái trán nè, cô chú coi cái trán nè. Nguyễn Thị Dồ. Nguyễn Thị trắng dồ nè, cô chú nè. Oh, em bé chay trắng dồ. She's not a baby. No, you're not a baby. You're a big girl. And big girls don't eat babas. Sao? Ba sao? Thấy chưa, mẹ nói ba hư mà nãy giờ con nói mẹ nói không đúng. Ba hư, ba đòi lấy lại ba bà của chay là ba hư. Ba có hư không? Ba, daddy is a bad boy. Đúng không? I am a bad boy. You better watch out. Đó. Hồi nãy mẹ nói con mà con binh ba, thấy chưa? Bởi cuộc đời con, mẹ nói con là con phải binh mẹ chứ con phải binh ba. Cuộc đời nó binh ba nó không. Sao tôi đẻ nó ra để làm cái gì? Tôi mang thai nó 9 tháng 10 ngày mà để nó binh ba nó không? No baba. Ôi trời, trốn chạy trốn mà cô chú à. Ôi trốn mày. Con nói ba ơi. No baba. Đừng lấy ba bà của con. Đừng lấy ba bà của con. Okay baby, I am done. Bây giờ coi lại mấy cái video clip mà cách đây 8-9 tháng nhịn chay mắc cười dễ sợ luôn cô chú. Này ăn ngủ quá con. Ăn con ngồi vậy hả? Con ngồi vậy hả? Trốn. 4 tuổi rồi, gần 4 tuổi rồi mà ngậm ba bà là cô chú cười á. Ai là người bài ta? Ai là người bài ta? Mẹ phải không? Phải mẹ là người bài không? Mẹ bài để mẹ quay video cho cô chú coi, cho cô chú thấy thấy con chay nó silly. Chứ là con chay nó không có buông ngậm ba bà nha cô chú nha. Cô chú đừng có hiểu lầm nha. Để cho cô chú coi. Để cho cô chú coi. Rồi bây giờ con nó lật lọng ghê chưa? Bây giờ nó nói ba nó là một cái con người mean, con người hung dữ. Lật lọng dễ sợ luôn, hồi nãy nó mới nói hả mẹ nó là người hung dữ, rồi giờ nó nói ba nó kỳ ghê không. Con biết lý do tại sao mà ba không cho con ngậm ba bà không? Tại vì nếu mà con ngậm ba bà là cái răng con sẽ hư, mà răng sẽ hư là đi phải đi tới nha sĩ. Con nhớ hồi bữa con đi tới nha sĩ với mẹ không? Con có sợ nha sĩ không? Dạ. Nên là lý do đó là lý do tại sao mà ba không có cho con ngậm ba bà đó. Còn mẹ là mẹ lấy ra cho con chơi chút cho vui, cho con ôm lại kỷ niệm tuổi thơ thôi, để mẹ coi cái phản ứng của chay như thế nào khi mà chay gặp lại ba bà thôi. Mommy, yep, that's why. That's why gì? Hả, sao? Mẹ muốn coi thử coi con phản ứng thế nào sau mấy tháng trời, một năm trời. Nó trả cho ba nó đó, ok. Ok. Con chay đi, con nói là ba ơi con lớn rồi. Con lớn rồi. Con không cần ba bà đâu. Con không cần ba bà luôn. Đấy chưa cô chú. Dỗ kinh. Cũng mở này hả? Dạ. Cái này gì vậy trời? Cái này is for your hands. Cái này đâu phải hand, cái này là cái gì? Foot. Nhưng mà con nói đi, cái này cái bàn gì? Cái bàn chân legs. Bàn chân. Chân. Bạn nói chữ đó sai rồi. Nói chữ sai rồi, nói đi. Nói đi, bàn chân. Bàn chân. No, không phải chân. Ouch. Chân. Con nói đi, bàn chân. Bàn chân. Chân. Bàn chân. Mẹ mở. Perfect. Không,
mẹ trời, nó đúng rồi, có được không? Nó đúng luôn rồi cô chú. Bàn chân. Rồi đây nè, mang vô cho ba nè. Ba nói lấy cái này mang vô cho ba nè. Mẹ không biết tự nhiên. No, which one is the right one? I don't know. Rồi cái này nè, đó ba bỏ vậy nè, vậy hả? Ủa? No, that's mine. This is for what? I don't understand this. Baby, I don't understand this. For what? Like this? Mommy, that's mine. Cái đâu? Cái này cũng đeo đâu có dừa đâu. What is that for? Không mệt quá, hoài mệt quá. Grandma, thank you. I can't. You can't. It doesn't fit like that. You can't. You have to do it yourself. Trời ơi, tự nhiên ba chay mua nàng chi cô chú để đeo vô cái bàn chân. Để đeo vô cái bàn chân để cho nó mấy cái ngón chân nó thưa ra nhau. Ủa là để làm gì vậy? Mommy, look. À, bây giờ con tới con hả? It's so big. Đó, bự quá con đeo đâu được đâu. Mommy, we need a small one. Nó tiếng nhỏ, nó tiếng bự. Mình cần mua cái nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Cho ai? Cho chay phải không? Dạ mẹ. Mình cần mua cái nhỏ hơn cho chay. Ok. Rồi làm gì vậy trời? Forward baby. Trời ơi, nè coi nè, coi ba. Daddy all shoes. Nè coi ban chay để làm gì nè cô chú nè. Tự nhiên muốn nàng chi trời. Lý do trời. Rồi đó. Con nói đi daddy, con nói ba silly. Ba silly. 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 Ba tooly. Daddy is too. So mean. I mean con. I mean. Ba mean hả? Ba mean chay hả? Ba làm gì? Daddy, can I read it, daddy? Chú con đâu biết chữ đâu đọc. So these are called yoga tools. What they do is they prevent foot pain, bunions, hammer toes, and overlapping toes. You start with 10 to 15 minutes, and then increase per to an hour wearing this. Chay, con có cần cắp móng tay không đây? Mày cắp móng tay cho. No. Hồi sau vừa có lần mẹ con mà con mẹ đang ngồi cái con nói mẹ con cắp móng tay Mom, cho con. Chú Bình bấm. Oh, chú Bình mua gì cho con? Like trời it. Ơi, trời ơi nó nhớ luôn. Thôi nó nói là mommy that's what chú Bình buy me, không phải. Chú Bình nói là ngày mai á, là chú Bình gửi cho con cái món quà khác là ngày mai. Trời ơi, nó nhớ tên luôn, nó nói mommy that's what chú Bình buy me. I love you, Bình ơi. Oh, thank you chú Bình ơi, trời ơi trời. Nói lại đi con. Chú Bình. Nó con cảm ơn chú Bình. Cảm ơn chú Bình. Trời ơi tự khỏi khỏi ai. Chú Bình. Rồi sẵn thêm cảm ơn cô chú. Cảm ơn chú chú. Con. Cái con này. Con cảm ơn ông bà. Con cảm ơn ông bà. Cha mẹ. Cha mẹ. Con nói gì cha mẹ? Cha mẹ. Ông bà ngoại. Ông bà ngoại. Vincent Bali. Vincent Bali. Ba bảo mẹ Ngân. Ba bảo mẹ Ngân. Ờ, cô, cái gì đó, bà Nhung ông lộ. Bà Nhung ông lộ. Con có chơi với bà Nhung không? Dạ không. Sao vậy?